hiểu nó, không hiểu nó làm cái nó rửa cái chén nó giống gì mà còn y nguyên luôn ta. Mẹ cho vô chết rồi chứ. Nó rửa chén rồi tôi quay lại hôm tôi thấy còn y nguyên ăn nọ luôn. Rồi em lên xin kính chào cô chú và anh chị nha. Lắm Nhật xin kính chào cô chú và anh chị hôm nay và anh chị em sẽ lên những sản phẩm anh chị yêu thích món nào đó anh chị cứ nhắn lên qua cái số điện thoại 0935 nha anh chị. 0935 245 244 nha anh chị và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ YouTube này nha anh chị. Rồi hôm nay em sẽ lên cái này là đầu tiên là em sẽ lên là 4 cái bát nha anh chị. Cái này là bát lỡ nha anh chị. Cái này là bát lỡ 4 chiếc họa tiết hoa thì nó rất là đẹp anh chị, họa tiết hoa nha. Xả cái kia ra hết luôn. Rồi bừng có con nhiều đó các bạn. Họa tiết hoa dân là hai mặt nha anh chị. Đấy. Wow, bộ này siêu đẹp luôn. Bộ này là đường kính 13 nha anh chị, cao là 6.5 nha. Đường kính 13 cao, chén là 6.5. Bộ này là có 5 chiếc. Đó, hoa lam hai mặt nha anh chị đó. 5 chiếc này là 5 chiếc anh chị hoa. Rồi 5 chiếc này là 240k 5 chiếc nha anh chị. 240k 5 chiếc. Chốt cho em mã G1. 240k mã G1 nha anh chị, truyện tí thì đầy đủ nha. Hoa văn thì hai mạch nha anh chị. G1 240k. Năm chiếc anh chị, xuất sắc đẹp luôn nha. Họa tiết trong này là lam, vừa là vẽ họa tiết lam vừa là chim nha anh chị. Cái này nè, đó, hoa văn hai mặt luôn, 240k đó. Chốt cho em mã G1. Rồi cái này là ly nha anh chị, ly. Ly này là đường kính 5 anh chị, cao là 3 nha. 5 cao là 3. Ly này là 20k một chiếc nha chị, chuyện tí đầy đủ nha. 20k một chiếc. Các bạn. 20k một chiếc nha chị, chốt cho em mã G2. 20k một chiếc nha anh chị, mã G2 nha, có truyện đầy đủ. Cái này em có số lượng 10 chiếc nha. G2 nha anh chị, 20k một chiếc G2. Đây là bát rồng nha anh chị. Cái này là bát rồng nha. Đấy. Cái này là bát, không xin phải bát rồng mà bát này là bát tứ quý nha chị. Tứ quý nha. Hoa tứ quý. Bát này em có 2 chiếc anh chị. Đường kính là 19, cao bát là 6.2. Bát này là anh chị là bát xưa nha anh chị, bát này là tứ quý xưa. Chạm lên 400 nữa. Để dòng bán luôn cho chị làm ra. Rồi 150k một chiếc nha anh chị. Này là 150k một chiếc. 150k một chiếc, chốt giùm em mã G3 nha anh chị, 150k một chiếc nha anh chị, mã G3. Cái này em có 2 chiếc nha. Đó, G3 150k một chiếc.
G3 150k một chiếc. Rồi cái này là ly anh chị. Này là ly Y anh chị, ly Y của T nha. Đấy, cái ly này là đường kính ly là 8.5, cao là 8.5 luôn. Rồi cái ly này là 50k, cóc mấy cái ly này. 50k nha anh chị, ly này 50k, chốt cho em mã G4, 50k mã G4. 50k mã G4. Rồi cái này em lên một cái bình trà, bình này là bình trà hoa trà nha anh chị. Bình này là bình trà hoa trà nha. Đấy, bình này là lọc tổ ong. Lọc tổ ong nha anh chị. Từ từ lên nó nói sao. Có truyện nha, cái này là có truyện nha anh chị. Đấy, có truyện. Bình này là ba, bình này là dung tích của bình là 350ml. Bình này là 300k. Chốt cho em mã G5. G5 nha anh chị, 300k G5 nha. 300k G5. 300k G5. À, cái này là hoa trà mới chưa qua sử dụng nha anh chị, dòng Arita nha. Dòng Arita G5 300k. Rồi một cặp này là một cặp ly nha anh chị, ly này là ly to nha. Một cặp ly này là ly ly thỏ hay ly thỏ hay ly mèo. Một cặp này là hai màu nha. Đó, đường kính ly là 9, cao ly là 10. Đường kính là 9 nha anh chị, cao ly là 10 nha. Cặp này là cốt nặng cốt dày nha anh chị. Cặp này là 120k một cặp nha. 120k một cặp. Mã G6 nha anh chị, G6 120k, G6. Rồi bộ này em có tổng là 12 chiếc nha anh chị. Tổng là 12 chiếc. Dĩa này là không cá truyện nha. Đường kính dĩa là 10, cao dĩa là 2. À, em có là tổng 12 chiếc nha anh chị. Bộ này hết luôn. Bộ này hết luôn là 112 chiếc nha anh chị. 170k. 12 chiếc anh chị, 170k nha. 12 chiếc 170k, chốt cho em mã G7. Mã G7 nha anh chị. G7. 170k anh chị, G7 nha. Anh chị truyền ký đầy đủ nha. Tô này là đường kính 15, cao của tô là 7. Tô này là 80k nha anh chị, 80k chốt cho em mã G8. 80k nha anh chị, cái này là mã G8 nha. G8 80k, cái này là có truyền ký đầy đủ nha chị. Cái bộ này em có 5 chiếc anh chị, nó là bát lỡ nha, bát lỡ có truyện ký đầy đủ luôn.
truyền ký đầy đủ nha anh chị, đường kính 13 nha, cao là 4.5, đường kính 13 cao là 4.5 anh chị. Đấy, bát này là 5 chiếc anh chị, 5 chiếc nha, 150k bộ bát này, 150k. Rồi 150k chốt em mã G9. G9 nha anh chị, 150k G9 nha. Còn còn mấy cái nữa, qua bữa lên nhiều quá mất rồi. Nhưng đấy là cái kia. Ok. Rồi cái này là hữu tâm anh chị. Cái này là hữu tâm nha. Đấy, hữu tâm. Hữu tâm cô gái nha anh chị. Đấy. Đây là có truyện ký đầy đủ nha. Hữu này là đường kính là 4, cao là 8. Rồi hữu này là 80k. 80k anh chị chốt giùm em. Giờ nó mới lên. 80k anh chị, mã G10 nha. 10 G10 80k. Cái hũ này G10 80k. Chị cái này là tô ngũ sắc nha chị. Cái này tô ngũ sắc đen nha. Đấy, ngũ sắc đen. Tô này em có 5 chiếc anh chị. Đấy, số lượng là 5 chiếc nha. Một sắc đen. Đây anh chị, cái tô này là ngũ sắc đen nha anh chị, mà cái này là vẽ vàng nha. Họa tiết là vẽ vàng. Đó, đây anh chị, họa tiết trong này đều có hoa văn nha anh chị. Đó, tô này là không có truyền nha. Tô này là không có truyền. Em có 5 chiếc nha anh chị, 5 chiếc nha. Này là đường kính 15, cao là 8 anh chị, đường kính 15 cao là 8 nha. Tô này là 100k một chiếc nha anh chị, 100k. Một chiếc bộ này em có 5 chiếc nha anh chị. Đấy, ngũ sắc đen nha. Những cái dòng này anh chị, ngũ sắc đỏ với là ngũ, những cái dòng ngũ sắc vàng thì nó rất là nhiều. Còn những cái dòng ngũ sắc đen này này hiếm nha anh chị. Nó hiếm nha. Đó, 100k một chiếc, chốt cho em mã G11 nha, G11. Rồi cái này là ly anh chị, ly bi nha. Ly này là đường kính 9 nha anh chị, cao của ly là 10.5. Cao của ly là 10.5 nha anh chị. Rồi, ly này là 30k. 30k anh chị, G12 nha. 30k G12. 30k G12. Rồi cái này là tô sơn thủy nha anh chị, tô sơn thủy. Tô này là đường kính 17 nha anh chị, cao của tô là 6 nha. Đường kính 17, cao của tô là 6. Tô này là 100k nha chị. 100k cái tô. G13.
100k nha chị, G13 nha. Cái này là bằng gỗ chị. Đấy. Cái này là bằng gỗ nha. Đường kính 24 nha anh chị và cao là 6 nha. Đường kính 24 cao là 6. Đó, cái này là bằng gỗ cốt lên này nha anh chị. Rồi, cái này là cái gỗ này anh chị, nói về tới này thì nó cũng có một hai vết xước nha. Có một hai vết xước nha anh chị, cũng không đáng kể nè. Rồi 150k. 150k chị, gỗ nha, gỗ hàng nhập thì nó rất là nhẹ. Mà cái độ nứt thì nó không có nha anh chị. Hàng nhập này rất là nhẹ mà nứt là không có. Em thấy là đa số là giờ tới này thì nó có trì xước, nói chung là đủ thứ hết. Mà cái đây là nứt là không có, em không thấy nứt. G14 nha anh chị, 150k. Rồi em lên cái bình này. Cái này chị, này là đường kính 14 nha anh chị. Ngang là 11. Ngang là 11 nha. Này là dòng thư pháp anh chị. Dòng thư pháp toàn bộ hết nha anh chị đó. Đó, cái này là 100. Chiếc này bán 140k. G15 nha anh chị, 140k G15. 140k G15. Rồi cái này là một cái hũ trà nha anh chị, hũ trà nha. Cái hũ này là hũ để đựng khoảng chừng một lạng trà nha chị, khoảng chừng một lạng. Đấy. Này là có truyền ký đầy đủ nha anh chị, HB gì nè. Inox nha. Mà nó chị nó cũng có một xíu. Một xíu hơi xước xước nữa chị cũng đáng kể luôn. Đường kính này là 8.5, cao là 9.5. Hũ này là 140k cái hũ trà nha anh chị, những cái này nha. Đó, đựng là không nó anh chị, những hũ trà là đựng là anh chị nó có cái ron nè. Đựng rất là thích nha. 140k. G16 nha anh chị. G16 140k. Hôm nay cả 5 chiếc hay 4 chiếc? Rồi nha anh chị, cái này là Toshino nha. Toshino. Những cái dòng Sino là anh chị nhìn là cốt rất là nặng rồi nha anh chị. Đấy. Mà cái này là đẹp một chiếc là vẽ hình cây trúc nha. Vẽ hình cây trúc. Đường kính 16 nha anh chị, đường kính 16. Cao là 7 nha anh chị anh. Không lấy cái dĩa vàng anh. Thôi đừng có lên cái đó. Cái dĩa vàng. À đừng lên đó chị. Dĩa vàng em. Cái dĩa mà họa tiết vẽ vàng chân tay. Vẽ vàng chân tay. Hoa mẫu đơn á. À anh chị đây. Cái này là em có 4 chiếc tô nha, 4 cái tô. Là đường kính tô là 16 nha anh chị, cao của tô là 7 nha. 16 cao là 7. Cái này em có 4 chiếc anh chị, 4 chiếc nha.
đây 1, 2, 3, 4 nha anh chị. À, bộ này là em bán của chị là 80. Cái này là 1, 2, 3, 4. À, bộ này em bán hết cho anh chị nha. Cho anh chị cái này là trong cái này có 4 chiếc, có 1 chiếc dâm nha. Có 1 chiếc dâm nha anh chị. Đây. 1, 2, 3, 4. Rồi bộ này em bán hết cho anh chị là 360k nha anh chị. 360k. Bộ này nha. 360k. C17 nha anh chị. G17 nha. G17 nha. Alo, cái đầu đó là đầu thứ 2 chị, cái đầu đó đầu thứ 2. Gói rồi. Dạ. Đấy, em tới em coi em kiểm tra lại cái nã bộ râu thử đi rồi em nhìn cái này cho. Em cũng không nhớ. Dạ. Rồi cái này anh chị một dĩa Phật Di Lặc nha anh chị. À, cốt men thì cốt men rất là đẹp rồi. Đường kính dĩa là 12-16 nha anh chị. Là cái dĩa này anh chị nhìn là rất là đẹp nha. Họa tiết là vẽ vàng toàn bộ hết luôn. Họa tiết là vẽ vàng toàn bộ nha anh chị. Rồi dĩa này là 400k nha anh chị. Dĩa này là 400k. 400k cái dĩa G18. 400k anh chị G18 nha. 400k G18. Anh chị nhìn cái dĩa này siêu xuất sắc luôn nha. Dĩa mỏng mỏng chứ. Dĩa này là cốt sứ nha anh chị, rất là đẹp luôn nha. Này là tô Tam Thái anh chị, tô Tam Thái nha. Tô Tam Thái. Đường kính tô là 11, cao tô là đường kính tô là 11 nha anh chị. 11.5 cao tô là 8 nha. Cặp này là 100k nha anh chị, cặp này là 100k. 100k chốt giùm em mã G19. 100k G19. G19 100k. Rồi cái này là một cái bát rồng anh chị, một cái bát rồng nha. Đường kính bát này là 18.5. Cao bát này là cao bát này là 8 anh chị. Cái này là bát phụng nha anh chị, cái này là bát phụng nha. Đó đó em đang tra mã vận đơn chị, em đang tra rồi em điện thoại liền cho. Đây. Rồi. Kim Thanh ấy, mới niềm qua đi à. Đã. Mới niềm qua đi à. Mười tám chấm năm cao là 700 năm. Rồi cái tô này anh chị, cái tô này là 60k nha. Vì làm không kịp máu điềm qua cho đáng là điềm kia rồi. G20 nha anh chị, cái này là G20 nha. 60k G20. Alo. Alo. Bây giờ sao anh? Sao anh? Chào. Cái này anh chị giờ gọi là 700 món thì giờ anh sẽ hết đây. Ý là anh sẽ hết này sao là giờ lấy có 700 món rồi. Đây.
Tôi giải thầu với 7-8 món à, hàng anh sầm mà làm sao giờ dưới 7-8 món nó làm sao đủ đơn anh bên trong mà đây còn dưới máy anh sẽ hết luôn. Dạ. Viền viền là viền 24 nha anh chị. À, cái này là viền vàng nha, đường kính là 24. Dạ. Anh xả món anh đánh xả mình lên. Đấy. Cái này là hàng nhà chủ hàng Nhật xuất Âu nha anh chị. Hàng Nhật xuất Âu. Hàng Nhật xuất Âu. Đường kính là 24, đẹp xuất sắc luôn. Cái dĩa này là 120k nha anh chị, 120k. G21 nha anh chị, 120k G21. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.